Nghe đây. Bao tiền? Thôi. Như nào nhỉ? Chín năm chín sáu năm sáu. Thôi được rồi. Mấy số này, nhưng mà tôi không thích cái số 9 đầu tiên xong mới cuối số nhỏ. Thế thôi, đẩy đẩy chỗ khác được. Cái gì? À, tiền á? Quay giờ còn muốn cho ông anh nhiều, ông ấy chuẩn bị đi nước ngoài nếu ấy được. Cơ bản là có chỗ ông kia ông tiền lúc nào cũng có, nhưng mà đợt này ông đi nước ngoài ông không chắc là được.